Xin chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tiếp tục lên sóng, chúng em test tiếp một con súp WeWork 3 bát model là VK360 cho anh Dũng, anh ở Bắc Ninh. Đối với con này hiện nay nó là dòng súp cao cấp cũng như là có cái chất lượng và cái độ độc đáo nhất tính tại cái thời điểm này. Nó là dòng 3 bát cộng hưởng, một bát chính ở giữa và hai bát hai bên. Đối với con này các anh em thấy form dáng của nó này, màu đỏ vân gỗ và mạch đằng sau của nó đấy. Mạch đằng sau của nó em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, dòng mạch class D nên là sẽ không có thanh nhôm tản nhiệt, rất là nặng và chân đế nó có chống trượt nên em không thể quay mặt sau cho các anh em vì em đang cầm máy quay đây, mong các anh em thông cảm. Và các anh em muốn xem kỹ hơn thì xem vào trên kênh YouTube Zika, chúng em sẽ có những cái video giới thiệu kỹ của nó. Đây là video test kiểm tra chất lượng trước khi gửi cho anh Dũng ở Bắc Ninh, nên các anh em có thể tham khảo sơ qua cái mẫu này. Và giá của con này hiện tại chúng em đang để ra trên thị trường với giá vô cùng ưu đãi, khuyến mãi đi kèm là 7.200.000 đồng cho con súp WeWork 360 này. Rất là đẹp ạ các anh em, màng carbon gân cao su cao cấp, tất cả các đường nét chi tiết rất là đẹp. Ok, em tăng volume lên để các anh em cảm nhận và đánh giá. Và giờ đây em sẽ dừng video để gửi hàng cho anh Dũng. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Các em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline, chúng em tư vấn thêm, hoặc đến tại địa chỉ số nhà 133 để trải nghiệm trực tiếp trên cái con súp WeWork này. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Nhớ like, chia sẻ cũng như subscribe kênh trên YouTube Zika Audio nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.